Alo anh em nè, chào mừng anh em quay trở lại kênh mình nha anh em. Anh em ơi, hôm nay mình cập nhật giá lúa nhanh cho anh em coi nha. Để hỏi anh mình để coi bữa nay mấy cái giá lúa bây giờ nó dao động như thế nào ha. Anh em chờ xem ha. Sao mình bây giờ giá lúa hôm nay như anh mình? Giá lúa bữa nay thị trường thì đài thơm vô em thì bên công ty cho mua là giá 7.700. Cập nhật ngay bữa nay nha. Còn ngày mai mốt thì mỗi ngày giá nó khác nhau. Còn Nhật thì bữa nay thì nó cũng cho mua có dao động tháng giêng cũng 7.700 trở lại, còn nếp 3 tháng thì 7.500. Là giá này cập nhật bữa nay này. Rồi thì anh em nào có bán hay gì thì liên hệ số hotline của mình 0987 494 060. Đấy anh Minh, anh cho biết giá lúa ha, là bữa trong trồng ngày hôm nay nha. Ngày nay ngày mấy ta? Bữa nay là ngày 13 tháng 13 tháng 10 tháng 1 năm 2024 âm lịch. 13 tháng 1 năm 2024 âm lịch ha. Đấy đó là cái giá mình cho anh em, cho biết anh em biết là cái giá của bữa nay nha, còn mai là không biết nha, giờ trong buổi này thôi nha. Đấy. Chắc độ nó bình rồi sao sáng giờ lái nó điện tôi dữ lắm luôn anh. Rồi sao? Thì lái điện nhiều hơn mình ha. Lúa Nhật nó mới bán 8.000 chịu qua luôn. Nói đấy, chung thì trong người này mua này rồi mua video mình kết thúc anh em tranh thủ coi sắp xếp giá lúa ha. Không vẫn nó mới bán ngày